Vâng, em chào các anh. Em tiếp tục ở đây nhé. Ở đây một clip này là em vừa làm cho các bác một cái hướng dẫn về cái cách làm giải mã quang da V cho những bác nào mà mình vẫn còn đang mơ hồ về về cái giải mã quang AV nhé. Thì cái chức năng giải mã quang AV nó là cái gì? Thì ở đây nó một cách đơn giản, hiểu cách đơn giản như này. Bây giờ các bác ở nhà các bác có một cái TV Smart đúng không ạ? Các cái TV Smart ấy bình thường có cái dây như thế này để kết nối. Nó gọi là dây quang. Tuy nhiên thì các âm ly của mình, như con âm ly này của em chẳng hạn, con 91MNTD này, nó lại không hề có cổng quang để kết nối đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để kết nối được tín hiệu quang từ trên TV Smart đưa xuống những con âm ly như thế này? Mình sẽ cần có một con máy nữa là trung gian, là con máy này, ví dụ như con N7TX này. Thì con máy này nó sẽ có tác dụng, nó sẽ có nhiệm vụ là gì? Nó sẽ là trung gian chuyển đổi tín hiệu từ đường quang thành tín hiệu đường AV để đưa xuống dưới con âm ly này để nó có thể nhận tín hiệu cổng quang từ trên TV Smart đưa xuống được đây. Đấy, đúng đúng chưa? Muốn nhận được tín hiệu cổng quang thì mình phải đây, đưa qua đây. Nó sẽ giải mã tín hiệu thành tín hiệu đường AV và đưa xuống dưới này. Đấy, thì lúc này thì mình sẽ nghe được TV Smart từ trên mình sẽ nghe được nhạc từ trên TV Smart đưa xuống âm ly to của mình để nghe nhạc. Thì đấy là tác dụng của những con giải mã như này đấy. Thì sau khi mà mình kết nối xong giải mã thì mình sẽ có thể là mình đây, mình sẽ nghe được nhạc từ cổng quang xuống đây. Mình sẽ lấy tín hiệu ao nhé, đưa xuống âm đi này này xuống đây đấy, sau đó bật nhạc lên là nghe được. Anh em bật âm đi lên này, chuyển đường quang, chuyển tín hiệu về đúng đường optical in là đường digital này. Đấy. Sau đó khi mà tín hiệu đường quang nó được phát vào đây thì mình bật tiếng ở âm đi lên là sẽ có tiếng ra đường quang này. Để đơn giản vậy thôi nhé. Ngoài ra thì con này nó sẽ có công suất, ngoài ra con này nó sẽ có công suất nhé, để mình có thể ghép thêm một đôi loa và mình nghe nhỏ nhẹ. Đấy, ví dụ như là mình muốn kiểu như dạng như là cái loa này nó ít cái dải lời, mình muốn trợ lời thêm, mình sẽ ghép thêm một đôi loa nhỏ nằm trợ lời để mình ghép thêm vào đây được, để nó kiểu dạng như là phát bốn loa cùng lúc nghe cho nó hay hơn ấy. Đấy nhá, ví dụ như con này nó đang đây chẳng hạn này. Rồi mai đấy, em bây giờ ghép thêm một con loa nữa vào nhá. Xa kỷ niệm xin lời cuối không dối gian cho mắt em, tình yêu cho thương đau nghe buồn thế, gác vắng mưa gợi niềm chăm chiêu, còn đây không gian xưa quên gót lầy. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Vậy thì mình có thể đưa thêm một cái đôi loa vào đây. Ngồi nghe nhạc. Vậy thì cái đôi loa này nó sẽ hoạt động xa bằng cái công suất của con máy này, và công suất máy này nó sẽ không ảnh hưởng gì đến công suất của con âm ly này cả. Mình mắt sau phát song song với nhau được. Và anh nào mà kiểu như là âm ly nó không đủ để mình ghép thêm một đôi loa nữa vào ấy. Không đủ công suất để ghép thêm loa lời vào nữa thì mình có thể là ghép kiểu như này cũng rất là ok. Đấy, vừa làm công suất để ghép thêm loa lời vào, vừa làm giải mã quang AV để nó ấy. Mây bay tiếng em xuân chưa phai, suốt ngày vàng còn gì. Đấy, đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Anh nghe tiếng người nó sáng hơn hẳn đâu. Còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn phố dân xuân muộn về trên môi hồng.
đây một cái đầu CD đi. Đấy. Mình đưa tín hiệu xuống đi nhá. Đấy, nghe nhạc. Đấy. Em lưu ý là cái to nhỏ này là to nhỏ của phần khung sắt để đưa ra tiếng ra hai cái loa này nhé. Nó sẽ không liên quan gì đến cái việc to nhỏ của âm ly này thì là to nhỏ độc lập trên âm ly này nhé. Hai con sẽ không ảnh hưởng gì đến nhau, được chưa? Con này là tín hiệu của con này được. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Đấy thì mình mở thêm một cái loa này, nó không khác gì việc là mình mở thêm cái loa trở lời nữa cho nó nghe hay hơn cả. Ôi em ơi, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Thì đấy, đấy chính là tác dụng của cái giải mã kiêm công suất mà các anh vẫn đang thắc mắc là nó có tác dụng như nào nhá. Đấy thì tác dụng của nó là gì? Giải mã quang ra AV để đưa tín hiệu cổng quang xuống dưới TV, từ TV Smart. Tín hiệu nó đưa tín hiệu cổng quang từ TV Smart xuống âm ly. Trong trường hợp âm ly nó không có cổng quang để mã, đấy thì mình sẽ dùng con này. Tác dụng thứ hai của nó là làm công suất để mình có thể ghép thêm một đôi loa nhỏ vào mình nghe nhạc. Ví dụ mình không thích nghe âm ly to, mình nghe âm ly loa nhỏ nhỏ để nghe này, nghe dịu dặt như này được ạ. Mình ghép thêm một đôi loa vào. Hoặc là gì, mình ghép thêm một đôi loa lời vào, mình không muốn liên quan đến công suất của máy này, âm ly này. Đấy. Để cho âm ly nó đỡ gánh công suất đấy, thì mình có thể là lấy một đôi này về mình ghép cùng. Con này thì mình có thể ghép tối đa một đôi bass khoảng 16 nhé. Đấy. Nghe nhạc. Còn cứ ép vào đời là vậy tích. Tác dụng thứ hai của nó là như vậy nhé, để lấy công suất để mình có thể là ghép thêm và mình nghe nhạc. Tác dụng thứ ba nếu như có là cái CD này. Đấy. Nếu như CD còn đọc thì mình có thể là làm đầu câm. Ok chưa? Ba tác dụng. Thì bác nào mà có đấy, bác nào mà đang thắc mắc thì là nhớ em giải đáp cho các bác về tác dụng của cái dòng giải mã này là như vậy. Đấy, thì các bác còn thắc mắc gì nữa thì cứ để lại comment ở phía dưới, bên em sẽ giải đáp tiếp nhé. Đấy, như con này thì nếu bác nào hỏi về giá thì con này là giá của nó là 1.400.000 đấy, 1.400.000 đồng thôi. Và số điện thoại để đặt hàng, nếu anh nào muốn đặt hàng nhé, thì là số là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Xin chào các bác và xin hẹn lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em.